Thưa quý vị, mới đây thì số hotline của kênh VTC9, đó là 0901812999 của kênh VTC9 cũng đã nhận được phản ánh của một người dân về tình trạng ồn ào bụi bặm cũng như là mất an toàn giao thông do quá trình thi công làm vỉa hè trên tuyến phố Định Công Hạ ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo phản ánh, tuyến phố Định Công Hạ đang được thi công làm vỉa hè. Nhiều đoạn đất đá, các bụi vương vãi ra khắp mặt đường. Trời nắng thì khói bụi, trời mưa thì đường trơn trượt lầy lội. Bên cạnh đó, các loại vật liệu xây dựng không được dọn dẹp tràn lan trên vỉa hè, thậm chí còn lấn ra cả lòng đường, khiến tuyến phố này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Người dân đề nghị đơn vị thi công bố trí biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo ban đêm để đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây ùn tắc giao thông.